xin chào cả nhà, em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của HX Dao Phúc Sen. Ngày hôm nay thì em Hằng sẽ giới thiệu tới cả nhà mình hai cái cặp dao mèo mẹ bồng con. Ở đây thì dao mèo mẹ bồng con em lên cho cả nhà sẽ là cái bản liền như này mọi người nhé. Sẽ là cái bản liền như thế này ạ. Đó, ngoài ra thì em có bản rời nhưng mà hôm nay thì em sẽ không lên bản rời riêng cho mọi người. Em sẽ lên cho mọi người hai cái mẫu bản liền. Ở đây thì em sẽ có một mẫu là đang là cán và vỏ làm từ gỗ mun như thế này. Và sẽ có một cây cán và vỏ sẽ là gỗ cầm chỉ như thế này mọi người nhé. Giá với cả là chức năng khi mà sử dụng thì sẽ như nhau, nhưng mà nó sẽ khác nhau về phần cán với cả là vỏ dao. Bác nào mà mình thích năng động phóng khoáng hơn thì mọi người sẽ chọn cho em cái mẫu mà gỗ cầm chỉ. Còn ví dụ như là mình thích nhẹ nhàng này, quý phái hoặc là nhìn sang sang thì mọi người sẽ chọn cho em cái bản gỗ mun này. Bây giờ em sẽ bắt đầu em đi vào giới thiệu kỹ từng cái mẫu dao cho mọi người xem luôn nhé. Ở đây này, đầu tiên em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình cái bản dao gỗ mun trước đi. Ở đây sẽ có cái vỏ dao như thế này. Đó, sẽ có vỏ dao, đây sẽ là cái bản mà liền nhau như thế này luôn. Tức là nó sẽ có một cái vỏ của dao mèo mẹ. Dao mèo mẹ sẽ là dao size lưỡi dài 28cm và sẽ có một cái bản dao mèo con này, size lưỡi dài khoảng 12cm thôi. Hai cái vỏ sẽ liền vào nhau như thế này luôn. Đây sẽ là một cái món đồ mà các bác có thể sử dụng cho em khi mà mình đi rừng, đi picnic, đi cắm trại. Các bác có thể mang theo cả hai cây dao mèo như thế này, hoặc là mọi người sử dụng để làm trang trí, trưng bày thì mẫu này vô cùng ý nghĩa cho cả nhà mình luôn. Đây sẽ là một cặp mà dao mẹ bồng con. Đó, mọi người sử dụng trang trí thì sẽ rất là ý nghĩa đối với cái bản dao mà liền nhau như thế này, không tách rời mọi người nhé. Ở đây thì cả vỏ dao sẽ làm từ gỗ mun sọc này. Đó, gỗ mun sọc nên là cả nhà nhìn kỹ về cái phần vân gỗ trên dao. Nó sẽ không hẳn đen tuyền nha cả nhà, nó sẽ có vân sọc một chút. Và bản này thì sẽ là sọc ánh nâu và ánh xanh này. Đó, sọc ánh nâu và ánh xanh như thế này một chút. Bản vỏ này của em thì sẽ có chốt đinh đồng ở trên cái phần vỏ dao, tạo nên cảm giác chắc chắn và an toàn cho mọi người khi mà mình sử dụng. Cái bản này thì cũng sẽ có đục một cái lỗ qua cái con dao mèo 28 cho em này. Đó, lỗ này thì mọi người có thể xỏ cho em qua cái phần dây gai để mọi người có thể đeo vào bên hông khi mà mình đi rừng cũng rất là tiện nhé. Đó, quay kỹ hơn cho mọi người, đây sẽ là cái bản vỏ nhọn như thế này. Bản vỏ nhọn như thế này. Bản này thì sẽ cá tính hơn so với những cái bản vỏ vuông mà bình thường các bác vẫn hay xem. Và mẫu vỏ nhọn này thì sẽ có chế độ khóa dao khá là tốt nha mọi người ơi. Đó, sẽ là cái vỏ như thế này. Em sẽ giới thiệu kỹ và từng cái con dao cho các bác xem kỹ hơn. Đầu tiên trong cái cặp dao mèo mẹ bồng con này thì sẽ có một cái mẫu dao mèo to. Bản dao mèo to của em này size nó sẽ là size 28. Lưỡi dao này. Đó, lưỡi dao của em sẽ dài 28cm mọi người nhìn nhé. Và cái phần rộng của lưỡi dao sẽ rơi vào khoảng tầm 5,5 cho đến 6cm phần bầu nhất, rộng nhất. Và sẽ có độ dày sống lưng con này rơi vào khoảng tầm 6 ly, 6 ly cho đến 7 ly tùy từng cái mẫu dao nha mọi người ơi. Bởi vì dao rèn thủ công thì có thể là cái thông số sẽ chênh nhau một chút. Và bản này riêng cây dao thì sẽ nặng vào khoảng tầm 500 cho đến 550g. Riêng cây dao sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 500g nha mọi người ơi, không tính vỏ. Bản này cán sẽ là cán gỗ mun cho em như thế này và có khâu này, chốt đinh đồng cho cả nhà mình rất là chắc chắn luôn ạ. Hai mặt dao đều sẽ là bản trơn này, hai mặt dao đều sẽ là bản trơn. Dao rèn thủ công từ thép nhíp nên là khi mà mọi người nhìn kỹ trên cái phần lưỡi dao hộ em nhé, nó sẽ có cái vết đập, vết búa rèn như thế này một chút ạ. Trên lưỡi dao của em sẽ có dập chữ HX Dao Phúc Sen. Đó, dập chữ HX Dao Phúc Sen như thế này và có kèm cho mọi người một cái tem chống giả. Tem này thì các bác khi mà mở hàng xem hàng mọi người sẽ check cho em ở qua phần mềm iCheck hoặc là qua mã QR Zalo. Đối với bản dao mèo size 28cm này thì các bác sẽ sử dụng cho em khi mà mình đi rừng, mình chặt cây, chặt củi này, mình phát quang, trẻ cành này, hoặc là các bác sử dụng chặt gà vịt, chặt sườn non cho em thì mẫu này quá là ok luôn mọi người nhé. Bản dao mèo size 28 rất là đẹp và rất là đa năng cho mọi người khi mà các bác sử dụng hai mặt đều trơn cho mọi người nha. Đó, đây sẽ là gồm một cây dao mèo to như thế này. Đó, và trong cái cặp dao mèo mẹ bồng con này nó sẽ có kèm cho em thêm một cái mẫu dao mèo nhỏ như thế này nữa. Bản dao mèo nhỏ này thì sẽ là size lưới dài 12 nha mọi người ơi. Đó, bản này thì lưỡi dao sẽ dài khoảng tầm 11-12cm thôi. Và cái độ rộng của lưỡi dao nhé, độ rộng của lưỡi dao sẽ rơi vào khoảng tầm 2,5cm thôi. Đó, rơi vào khoảng tầm 2,5cm thôi. Con này sẽ có độ dày sống lưng cho em rơi vào khoảng tầm 2 ly, 2 cho 2,5 ly. Sẽ rơi vào khoảng tầm 2,5 ly nha mọi người ơi. Ở đây thì sẽ có dập chữ HX Dao Phúc Sen này. Đó, HX Dao Phúc Sen ở trên cái phần lưỡi dao. Và phần này cũng sẽ có dập chữ có tem chống giả ở trên phần lưỡi dao cho mọi người luôn. Bởi vì cái con dao này cái bề rộng lưỡi hoặc với cả là cái bề dài nó sẽ khá là nhỏ, nên là em sẽ để tem chống giả một bên và để khắc chữ cho mình một bên. Đấy, cán con này sẽ là cán gỗ mun như thế này.
án gỗ mun, cũng sẽ là kiểu dạng gỗ mun sọc, mun hoa. Thế nên là mọi người nhìn cái phần vân gỗ trên cán này, đó, rất là đẹp đúng không ạ? Chốt và khâu thì sẽ được làm từ đồng đỏ cả nhà mình nhé. Đối với cái bản dao mèo nhỏ size 12 này thì các bác sẽ sử dụng khi mà mình đi rừng, đi câu, đi picnic, rất là gọn và tiện để mà mình có thể thái lọc thịt cá này, gọt hoa quả này, rau củ, hoặc là mình vớt trông, trẻ cành, hoặc là các bác cắt những cái cành nhỏ, cắt dây cắm trại thì mẫu này rất là hợp lý luôn ạ. Đó, bình thường nếu mà mọi người mua cặp dao này của em ý, mình mua lẻ dao to sẽ là 750.000 và mua lẻ cái dao bé bản 12 là 580.000. Thì cả cặp dao mèo mẹ đồng bồng con bản liền này của em hiện tại đang có giá niêm yết là 1.330.000. Các bác mua trên video này của em thì em sẽ giảm cho mọi người cặp bản liền này còn là 1.260.000 nha mọi người ơi. 1.260.000 và miễn phí ship toàn quốc. Thì mình sẽ có được một cặp dao mèo mẹ bồng con bản liền cho em như thế này luôn ạ. Bản liền cán mun sẽ có một dao mèo mẹ 28 và một dao mèo size 12. Đó, đây sẽ là bản mun này. Tiếp theo thì em sẽ quay cho cả nhà mình cái mẫu dao mèo bản gỗ cẩm chỉ nha mọi người. Về cái thông số thì hai cây này nó cũng sẽ như nhau, nên là em chỉ giới thiệu qua cái mẫu cẩm chỉ cho mọi người thôi. Đây ạ, đây sẽ là cái vỏ gỗ cẩm chỉ nha mọi người ơi. Gỗ cẩm chỉ thì sẽ lên vân rất là đẹp và vân nó sẽ sáng bóng hơn so với cán mun. Bác nào thích sáng bóng hoặc là sáng hẳn thì mình sẽ chọn cái bản cẩm chỉ cho em. Cũng sẽ là một cái bản mèo mẹ bồng con mà bản liền cho em như này luôn. Bản liền như thế này luôn nha mọi người ơi. Con này thực sự các bác đem để trang trí thì không thể nào mà bỏ qua được. Vân gỗ quá là đẹp luôn mọi người ạ. Đó, hiếm khi mà có được một cái vân gỗ như này nha. Hiếm khi có được một cái vân gỗ như này nha mọi người ơi. Con này thực sự quá đẹp. Chốt đinh đồng này, chốt đinh đồng này. Ở đây thì sẽ là chốt đinh đồng thau cho nó đồng bộ với cái màu gỗ cầm chỉ nha mọi người ơi. Một cặp như thế này, ôi đem về trang trí phải gọi là hết ý luôn nha các bác. Vân đẹp lắm. Đây ạ. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu qua hai cái cây dao cho các bác xem. Cặp này thì em cũng sẽ có hai cây dao, một dao mèo size 28 như thế này để mà mình đi chặt cây, chặt củi, đi rừng này. Đó, hoặc là mình có thể chặt được gà vịt. Nó sẽ là mẫu lưỡi dài 28 cm, rộng 6 cm và con này cũng sẽ dày cho em rơi vào khoảng tầm 6 ly cả nhà mình nhé. Đó, đây sẽ là một cái mẫu dao mèo size bản to, có dập chữ HX Dao Phúc Sen đầy đủ và có tem chống giả, đầy đủ logo cho mọi người khi mà mình nhận hàng luôn. Bản này của em cán sẽ là bản cán gỗ cầm chỉ như thế này và chốt khâu thì sẽ là đồng thau. Sẽ có hai chốt đinh đồng đối với bản dao mèo size 28 để mà chắc chắn sử dụng cho các bác khi mà mình chặt mạnh, ví dụ như là mình chặt cây, chặt củi hoặc là mình chặt những cái cành to này, cây to chẳng hạn. Ngoài ra thì cặp này cũng sẽ có một cái mẫu dao mèo nhỏ size 11 12 cm như thế này nữa. Bản này thì cũng đi câu, đi picnic rất là thích này. Cán sẽ là cán gỗ cầm chỉ, cán con này vân lên rất là đẹp mọi người ạ, sáng bóng luôn này, hai mặt đều là trơn. Bản này thì vót trông trẻ cành rất là thích rồi, hoặc là mọi người có thể sử dụng để mình lọc tỉa hoa quả này. Đó, mình làm đồ thủ công mỹ nghệ thì em thấy là các bác cũng sẽ sử dụng những cái bản dao mèo nhỏ như thế này rất là nhiều nha mọi người ơi. Một mẫu dao mèo nhỏ như thế này thì cả cặp này cũng đang có giá là 1.330.000. Mọi người mua trên video luôn, đặt hàng luôn thì em sẽ để cặp này cho cả nhà mình còn giá là 1.260.000 nha mọi người ơi. 1.260.000 sẽ đồng giá hai cặp dao mèo này của em luôn. Đó, thì ban nãy em vừa lên với cả nhà mình hai cặp dao mèo mẹ bồng con đều là bản liền. Đây sẽ là cặp dao vô cùng ý nghĩa để mọi người có thể sử dụng làm trang trí, trưng bày, làm quà tặng. Đây sẽ là một cặp mẹ bồng con liền và không tách rời nhau. Đó, ở đây thì sẽ có hai cặp bản mun và bản cầm chỉ cho các bác dễ dàng lựa chọn. Mình ưng mẫu nào thì mình sẽ để lại comment ở dưới video giúp em, hoặc là các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại hoặc là Zalo 0987240733 mọi người nhé. Cả nhà muốn em lên video về nội dung nào thì mọi người cũng hãy để lại comment cho em. Mọi người nhớ là bấm follow kênh này, theo dõi này và bật thông báo để có thể đón chờ những cái video mới nhất của HX Dao Phúc Sen. Hôm nay cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của em và chúc mọi người sẽ chọn được mẫu dao ưng ý dinh em về nhà với giá ưu đãi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Bye bye cả nhà.